Chưa có cái tục là thế này à, con trai của mình đi sang đi yêu đứa nào đấy, chỉ thấy đứa nào chăm chỉ, đứa nào không có một nương bông họ không yêu. Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi đang ở một nơi thuộc về một bản của người dân tộc Thái ở tại huyện Mộc Châu. Và hôm nay anh em chúng tôi nói chuyện được về một số về cái phong tục tập quán của người dân tộc Thái, và là đây là Thái trắng, về những lễ nghi của người con gái đi khi đi lấy chồng, và họ phải làm những vấn đề gì, và những cái vật dụng mà của người Thái thường sinh sống, ví dụ như là chăn ga gối đệm chẳng hạn, thì nó có một cái gì đó khác của người xuôi. Và đây là anh Vì Văn Cái Mâm. sàn bươn này bây giờ có kiếm được bươn để làm sàn bươn này không? Có. Có nhiều bươn tốt rồi, À. bây giờ nó không khai thác nữa mà. Bươn sàn tre này là nó có mát luôn đúng Mấy chục năm đấy, còn mấy tấm bên kia này, không? À. mấy tấm bên kia từ năm 75, từ năm 75 lên mấy tấm kia kia. Cái tấm sàn này á. Từ năm 75 mà bây giờ vẫn tốt như này đúng không? Đây chú xem đi, mấy miếng đồ đỏ ấy. À. Đây đúng không? Đấy không, còn miếng mấy miếng sang bên kia À xin kìa, đây này, ở đây đúng không? đấy, bắt đầu miếng chỗ đầu chân của sang Sàn tre, bóng lên đúng bóng luôn đấy. không? Này gỗ còn thu Nhưng mà công nhận là cái sàn nhà của người Thái là rất là mát đúng không? Về mùa hè đúng không? quá mát. Mùa đông thì có thể giải đệm với lại giải chăn kia là đã là cực ấm rồi đúng Cái đấy nó ấm, nó ủ ủ luôn không? nhỉ. Em trước đi 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 đi, đi tập dân quân ấy, chỉ cần một cái chăn đấy thôi đã nóng rồi, đêm nó đã nóng rồi Rồi chưa có chăn, chăn chính xác. Cái chăn này không ăn thua bằng chăn kia đâu. đúng không? Đấy. Cái chăn như thế này nó làm nó ấy đẹp, nhìn nó ấy thôi, nhưng không bằng cái chăn chăn bông. Chăn bông. Chưa có cái tục là thế này này. Con trai của mình đi sang đi yêu đứa nào đấy, chỉ thấy đứa nào chăm chỉ, đứa nào không có một nương bông họ không yêu đâu. À, nghĩa là con gái là phải trồng trồng một nương bông ở trên núi Phải đúng phát nương trồng bông, không? trồng bông xong về cán cán hạt, xong mới về bợt bông, xong mới kéo mới có mới mới làm dệt được được thành 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 một sợi sợi thế này, xong mới dệt thành một tấm vải, tấm thảm nhưng mình làm. Ngày xưa còn trồng tràm trồng ấy, còn làm sắc màu nó khác nhau, đâm ra là nó cũng có cái hay. Chứ ngày xưa nó nghèo khó hơn một tí, nhưng mà sống nó hay, nó thanh. Đấy, còn đàn ông ấy thì ai không chăm chỉ, không biết đan lát này, không biết làm nói chung là công việc của đàn ông ấy thì Không lấy được vợ, khó khó lấy khó đấy luôn. vợ. Thế là phụ nữ là phải biết gì nhỉ? phải phải chủ yếu là khử sạch sẽ, chăm chỉ lấy củi này, dệt vải này, thế biết thêu thùa này, đấy dệt vải Làm đệm, trên nhà chăn đệm có khung cửi này khác. đúng không? Khi sang nhà chồng phải có quà biếu cho bố mẹ chồng với là họ hàng, ít nhất cũng phải mấy chục bộ. Họ hàng nhà nhà chồng là cũng được tặng, đến lần cưới là được tặng cái gối đúng Lấy quà của cô dâu, không? À, ví dụ anh gối này, này, ví dụ anh như gối này, gối này đâu với đẹp ngồi này. đâu anh cầm cái gối xem nào, gối nào.
đẹp như này thì nó siêu mặt như này nó hơi khó làm một tí. À. Đấy. Cái mặt của nó này thì làm thế này thì không có ấy đâu đấy, không có cái đây là theo rất là kỳ công. Đấy, không dùng bằng máy khâu đấy. Và dùng cho tay khâu đúng không? Tay khâu đấy. Đây gối đây thế đấy. Đúng không? Đây là cái này là cái đệm ngồi đúng không? Cái này gối đầu. Đây là như là mỗi một cô gái Thái là phải biết làm những cái này đúng không? Để làm quà cho những người ấy đúng không? Đấy. Nhất là cái khách này cho họ hàng nhà bên chồng. Thủ công. Nếu cấp là bố là mẹ bên nhà chồng ấy thì cứ đôi chăn đôi đệm. Một cái chăn cái đệm. Một đôi gối với kẹp theo một cái đệm ngồi. Đàn ông mới được ngồi đệm ngồi này. Con điểm nó là như thế mà. Đấy là bố mẹ mới được ngồi đệm ngồi này là phần hàng quý phái. Đàn ông là bố, ông nội mới ngồi được cái đệm này. Còn bà nội thì ngồi chiếu vậy đó. Sao đâu. Thế cứ con gái Thái ngày xưa đi lấy chồng ấy phải biết dệt, biết là thêu thủ, biết làm nói chung là đồ mặc, biết cắt quần áo, nuôi chồng con, làm khăn mình cũng tự thêu tự ấy đấy, đấy tự dệt tự thêu tự làm đấy mới nuôi được chồng được con. Nếu người không okay, như thế đây là, không là đâu. Chỗ để thờ là ấy à anh. Bên ngoại đúng không? Vâng. Đây là bàn thờ bên nhà ngoại quý vị và các bạn ạ. Vâng. Nhà ai thì cũng đã là người Thái thì đều phải có một cái gian để thờ bên ngoại. Trên mảnh đất của nhà mình nhưng mà lại bên ngoài nhà. Vâng, và cơm sàn thì lúc nào cũng đầy ắp một đống củi gỗ, và củi gỗ này là chuyên để đốt nấu cơm hàng ngày, và nhưng vào mùa đông thì là để dùng để đốt cho hơi ấm lan tỏa khắp nhà. Đây là cái bếp của người Thái từ xưa nay vẫn cứ ở giữa nhà đúng không? Đấy là xong rồi bên trên này là trên là cái sàn bếp này là để những cái vật dụng mắm muối hoặc là gia vị. Và đây là cái gì nhỉ? Cái đây là gọi là cái linh mà chuyên để đồ sôi đúng không? Chuyên đồ sôi. Và sôi người Thái thì ăn thì rất tuyệt vời. Đây là giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là cái linh mà gọi là cái, và trên này nó là cái chõ. Người ta gọi là để chuyên vật dụng này là chuyên để đồ sôi rồi đồ rau, món rau của người Thái, rau đồ thì là bà con hay sử dụng vào những cái vật dụng như thế này, ăn rất là ngon. Rau thì đồ thì là ăn nó giữ được cái chất lượng của rau, và cơm sôi đồ thì ăn rất là tuyệt vời. Đây là chõ bằng làm bằng gỗ, linh thì có thể làm bằng đồng hoặc bằng gang. Và con cũng thỉnh thoảng cũng hay nuôi thú rừng. Còn đây là con sóc. Và con sóc lông đỏ. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay anh em tôi là ở tại vườn cây ăn quả của gia đình nhà anh Vì Văn Năm và thưởng thức luôn món xoài hôi mà do vườn nhà anh Đông tự trồng. Đây là quả xoài hôi và nó có cái màu như thế này, trông rất là hấp dẫn. Vâng, quý rất là thơm ngon quý vị và các bạn ạ. Rất nhiều. Cái dịch này không ăn thua.
Cái giống xoài hôi này là khi chín là cái nòng của nó khác với xoài kia đúng không? Nó đỏ. Đây cái này là quả này nó chưa chín lắm đúng không? Nên là Nó nó đang ra đang sẽ thanh thanh nhỏ vàng ra vàng. cái con này này. Gà đi lên lên núi ăn hả? Gà đồi, cái này mới là chính hãng gà đồi. Không nhốt. Không nhốt.